Ấy à, tôi đồ học làm nghề dạy chữ, suốt quanh năm bán cái chữ cho đời. Bán chữ đi mà chữ vẫn còn, thế mới biết cái nghề hay thật. Bán chữ quanh năm mà chỉ đủ miếng ăn, nên nhà cửa cứ tềnh toàng thế đấy. Bề gia cảnh sớm sinh một gái, đến hôm nay tuổi đã trăng tròn. Ây, đẹp nết đẹp người lại chăm chỉ sớm khuya, đang định gả cho cậu học trò xóm Trúc. Ấy tuy nhà nghèo nhưng học hành chăm chỉ, cũng đẹp nết đẹp đôi lại vừa ý hai nhà. Dạ, Đỗ Thúc con xin chào thầy ạ. Chào anh. Gươm, vừa nhắc tới anh đã có mặt ngay. Dạ, thưa thầy. Ơn thầy đã bao năm dạy dỗ, khoa thi này con mong đỗ khôi nguyên, trước là để đền đáp công ơn, sau bó thuở con đêm mi ngày đèn in sách. Ờ, ta cũng mong anh chiếm được bảng vàng để xóm làng thơm lây tiếng tốt. Nhưng anh nhớ là phải luyện bài cho thật kỹ, đừng xem nhẹ mà lại đổ cho số phận, nghe không? Dạ, con xin ghi nhớ lời thầy dạy. Rồi, anh cứ ở đây để tôi vào bảo em Đào nó mang nước ra mời anh. Dạ. Đào con. Dạ. Mang nước ra mời anh Thúc nghe con. Dạ. Gió đưa mây trắng bay đầu núi, con nai ngỡ ngẩn đứng chờ ai. Có phải xuân về hoa nở thắm, để ta thơ thần ngắm nhành mai. Chỉ sợ mai kia mà đỗ ông nghề lại che hoa trắng, không màu, không thơm. Hoa thơm đâu phải vì màu, tình ai thắm được đâu phải vì sắc hương. Nếu em còn dạ nghi ngờ, anh xin thề đọc mấy lời cho xem.
Em đùa một chút đó thôi chứ giá anh thế nào sao em không biết. Đào, Đỗ Thúc, Đỗ Thúc chàng ơi, tôi ta đã có lời thề vầng trăng chứng giang sẽ bề nào. Bao nhiêu ân tình sáng soi chứng giám mi cho đôi ta đã trao nhau ân tình, dù đời nhiều phong ba vẫn không cách giải tay lòng. Cầu nguy kia ai bắt qua con suối đón vầng trăng mỗi đêm đi đến bên nhau tâm lý tình nhỉ với người mình thương yêu trao ước mơ cho nhau hát chung câu ân tình nhỉ ta cùng nhau xanh đôi bước chung trên một nhịp cầu đi. Ôi mùi mẫn quá anh Phát, thật là cảm kích cảm kích. Chào cậu Dương Phát. Kìa Đào, đừng khách sáo với anh như thế, may quá lại gặp cậu Đỗ Thúc ở đây. Thực là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tiện đây ta cùng nhau nói luôn một thể. Kìa, có chuyện gì thế hả cậu? Kìa Đào, Đào cứ mời thầy ra đây. Mời thầy ra đây rồi sẽ rõ. Nhưng... Đào cứ mời thầy ra đây. Tôi đây, tôi đây, anh không cần phải gọi. Dạ, con chào thầy. Không dám chào cậu Dương Phát. Ở trong nhà tôi đã nghe thấy rõ. Dạ. Đúng là con ông nghè, cháu quan thái sư có khác, nên ăn nói có gang, có thép, có cung, có bậc, khiến cho người ta mới nghe đã đoán ngay được mọi chuyện. Dạ, thưa thầy, ơn thầy dạy dỗ, cho nên con mới được như ngày hôm nay. Ngày mai con vào trong kinh thành. Dạ, con đến đây để chào thầy và có chút lễ mọn để... Để làm gì thưa anh? Dạ, để làm tin ạ. À, rồi một mai công toại danh thành, con về thưa với mẹ cha sang đây có lời có lễ, rồi đón em Đào vào kinh để được hưởng vinh hoa phú quý ạ. À, anh sắp đặt như vậy quả là chu đáo lắm. Dạ. Tôi cảm ơn anh. Dạ. Nhưng việc hôn nhân là chuyện hệ trọng chứ đâu phải việc đùa. Anh phải để tôi hỏi em Đào cái đã. Dạ. Không lại bảo rằng cha ép gả duyên con. Dạ. Đào con. Dạ. Ba mặt một lời con cứ nói để cho cha con biết đường mà cư xử với người ta. Dạ. Thưa cha. Anh Thúc đây với con đã có lời hẹn ước. Đã cùng nhau kết tóc xe duyên. Dẫu mai đây Phật đổi sao rời. Tình phân thăng chí kỷ. Anh Dương Phát. Dạ. Anh đã nghe rõ rồi đó.
cảm ơn anh đã có tấm lòng, nhưng em Đào đã có nơi có chốn. Anh hãy cầm lễ về mà đi hỏi người khác. Dạ thưa thầy. Kìa Đào, nếu Đào lấy tôi, Đào sẽ được làm bà lớn, được ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ. Còn lấy cái thằng bụng toàn chữ mà miệng thì mốc meo, liệu đời em có sướng? Anh Phát, anh không được xúc phạm đến anh Thúc. Anh Phát, mồm tôi mốc vì tôi không ăn vụng ăn bẩn. Còn như anh, con cháu nhà quan, được ăn học tử tế, sao anh lại thốt ra những lời tầm thường như vậy? Thằng khố rách áo ôm kia, đừng có ăn nói xỏ xiên. Phải nhớ đến thân phận của mày, kéo nhà mày không còn mông ra đồng mà sống. Sao anh lại nói như vậy? Anh có biết những thứ hàng ngày anh ăn đều do những người nông dân như chúng tôi trồng lên mới có. Láo xược. Thật đúng là thầy nào trò ấy. Thôi được, rượu thường không uống, lại thích uống rượu phạt. Rồi chúng mày sẽ biết tay ông. Dừng phát. Anh định dọa tôi đấy phải không? Tôi đã từng dạy anh thế nào làm con người phải có lòng tự trọng, phải có nghĩa, có nhân, phải lấy chữ đức làm đầu. Thử hỏi anh ăn nói cư xử như vừa rồi liệu có còn là con người nữa hay không? Mời anh ra khỏi nhà tôi. Thầy Đào, Thúc, dạ. Đưa cha vào nhà trong ăn nghỉ. Dạ. Được. Ông đuổi tôi ư? Ông bỉ mặt tôi ư? Ông ăn thời ta đạp đổ, ông sẽ biến chúng mày thành trò chơi tiêu khiển. Sống mà không bằng chết. Phát này mà đã thích thì đừng hòng bỏ cuộc. Anh mới đã ra tay thì có chạy lên đi chơi. Anh mới đã ra tay thì có chạy lên đi chơi. Lên cao là cao, lên cao kéo xuống là là thất thời, là thời thất thời kéo lên. Anh biết nhiều ta thì ăn trắng mặc đơn. Anh biết nhiều ta thì ăn trắng mặc đơn. Bằng không là không, bằng không mặc mặc đủ. Kìa ông Thái Sư. Dạ. Mời ông cứ chờ ở đây để tôi vào bẩm báo với Hoàng thượng. Xin đội ơn tổng quản ạ. Thế nào? Dạ. Cháu thấy thư phòng của Hoàng thượng ra sao? Dạ thưa chú, thực đúng là chốn bồng lai tiên cảnh. Cháu đứng đây mà cứ như là trong mơ đấy ạ. Được, nếu cháu thích, chú sẽ từng bước đưa cháu lên bồng lai tiên cảnh. Dạ, có nghĩa là... Có nghĩa là họ Dương ta sẽ thay trời hành đạo. Cho nên hôm nay chú mới đưa cháu tới đây. Cháu nên nhớ, ở gần vua như ở gần hổ, không cẩn thận là sẽ bị ăn thịt ngay. Rõ chưa? Dạ, cháu rõ rồi ạ. Rõ như thế nào? Nói lại chú nghe. Dạ, thưa chú, trước hết phải lấy lòng Hoàng thượng, đưa Hoàng thượng vào chốn ăn chơi xa đọa, làm láo loạn triều đình, tạo phe cánh, chờ thời cơ vật đổi sao rời để... Thôi, bây giờ cháu hãy tạm ra ngoài.
dạ. Để ta yết kiến hoàng thượng. Dạ. Hoàng thượng giá lâm. Dạ, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế ạ. Kìa, ông thái sư, dạ. Ông hãy đứng lên đi. Xin đổi ơn hoàng thượng ạ. Ông thái sư, dạ. Hôm nay có việc gì mà ông đường đột tới đây? Hay ở đâu đó vẫn còn có giặc cỏ, chưa sợ lão hay sao? Dạ, muôn tâu hoàng thượng, thưa lệnh người, thần đã dẹp yên bọn phản loạn. Dạ, nay đất nước được bình yên, muôn dân được hưởng thái bình thịnh trị. Tất cả cũng là nhờ ơn mưa móc của người đấy ạ. Muôn tâu hoàng thượng, hôm nay thần đến đây là vì một việc khác. Việc gì? Ông cứ nói ra đi, vì từ khi ta lên ngôi, ta với ông vẫn chưa có dịp để dốc bầu tâm sự. Dạ, thưa hoàng thượng, ngự thư phòng. Ngự thư phòng là nơi đọc sách bình thơ, thưởng ngoạn những lời hay ý đẹp. Dạ, đọc sách bình thơ thì cần phải có bạn tâm giao, kẻ tung người hứng, kẻ bình người khen thì mới thêm phần thi vị ạ. Ý ngươi là... Ý của thần là muốn tiến cử cho hoàng thượng một người làm chi nội hầu, để ngày đêm hầu hạ hoàng thượng. Vậy người đó là ai? Dạ, muôn tâu hoàng thượng, người đó là Dương Phát, cháu ruột của thần. Dạ, cháu ruột của thần tuy còn trẻ nhưng vô cùng thông minh và nhanh nhẹn, có tài đoán được ý nghĩ của người khác, lại ăn nói thông ngôn, rất biết chiều lòng người khác ạ. Được, được lắm. Ta đang rất cần một người để ngày ngày bầu bạn tâm giao. Nếu là cháu của ông thì ta yên tâm lắm. Dạ, thần xin lấy đầu mình ra đảm bảo rằng hoàng thượng sẽ được hài lòng thôi ạ. Giờ thần xin phép được cáo lui để cháu nó vào yết kiến hoàng thượng. Dạ, nô tài Dương Phát xin kính chúc hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Ta miễn lễ. Dạ, đội ơn bệ hạ. Dạ. Dạ, dạ. Go, 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 go. Kìa, Dương Phát, ngươi làm gì mà giống con chó của ta vậy? Dạ, muôn tâu bệ hạ, đúng thế ạ. Dạ, nô tài biết người thích loài khuyển ấy nên đã bắt trước nó. Phòng khi nó không ở bên người, nô tài sẽ thay nó mua vui cho bệ hạ. Ông thái sư nói quả không sai, ngươi đúng là có tài bắt trước. Dạ, muôn tâu bệ hạ, bao nhiêu năm qua nô tài vào rừng sâu săn bắn cũng học được ít nhiều những điệu múa của những loài thú hoang. Cả những khi chúng bị trúng tên, trước khi chết cũng dẫy lên thành những điệu múa. Dạ, nô tài xin biểu diễn cho người xem ạ. Thôi thôi, việc đó để sau. Xem ra ngươi quả là người biết mua vui cho người khác. Dạ, muôn tâu bệ hạ, nô tài xin dốc lòng khuyển mã để hầu hạ người. Đó cũng là phúc lớn của nhà nô tài. Dạ, nô tài xin thề. Thôi thôi, ngươi không cần phải thề với thốt. Dạ. Ngươi vốn là con cháu của nhà quan, mà lại là quan của triều đình, nên ta sẽ nể lòng mà cân nhắc cho ngươi. Dạ, muôn tâu bệ hạ, nô tài có một món quà dâng lên bệ hạ để người minh giám mà. Món quà gì vậy? Dạ, muôn tâu bệ hạ, nô tài biết người chẳng thiếu gì mỹ nữ cung phi, nhưng đó cũng chỉ là do người ta đem đến, đâu có tình yêu mơ mộng dỗi hờn. Dạ, nô tài muốn bệ hạ xem bức hình này. Nếu người thích, nô tài sẽ làm ông tơ bà nguyệt, xe sợi tơ hồng. Dạ. Ôi, có mộng, có mơ,
có ngày thương đêm nhớ, nhớ người trong mộng ngắm trăng khuya, trông đám mây bay phía cuối trời, bên thềm ngồi đợi người yêu dấu vui. Thao thức canh thâu để dỗi hờn, bên thềm ngồi đợi người yêu dấu. Dạ. Thao thức canh thâu để dỗi hờn. Dạ. Hay, hay lắm. Đúng là ta chẳng thiếu chi cung tần mỹ nữ, nhưng ta vẫn chưa tìm được một người tri kỷ tri âm. Là một quân vương ngày đêm lo việc nước, ta đâu còn thời giờ mà để nhớ với thương. Dạ hà muôn tâu bệ hạ, việc nước việc nhà là hai việc khác nhau, nhưng nó lại liên quan mật thiết đấy à. Dạ muôn tâu bệ hạ, trong có ấm thì ngoài mới êm. Dạ hà đôi khi bệ hạ cũng phải được sống và được yêu như những người dân bình thường khác. Dạ hà, dạ cũng được hòa mình với tạo hóa thiên nhiên, có như vậy thể trạng mới được khỏe khoắn. Dạ thể trạng khỏe khoắn thì mới thông minh sáng láng, có như vậy mới lo được cho nước cho dân ạ. Ôi ông thái sư nói quả không sai, người đúng là người thông minh sáng láng. Dạ. Đâu tấm hình đó đâu, người hãy cho ta xem. Dạ dạ muôn tâu bệ hạ, bức hình đó đây ạ. Ôi, quả là sắc nước hương trời, một tuyệt sắc giai nhân. Khuôn mặt của nàng đẹp như vầng nhật nguyệt, mái tóc của nàng tựa như dòng suối chảy uốn quanh. Nàng nhìn ta khiến hồn ta ngây ngất, không biết có phải người trần hay ở cõi thần tiên. Dạ hà, dạ muôn tâu bệ hạ, nếu người không tin, nô tài sẽ đưa người đến tận nơi. Nhà của nàng cách kinh thành cũng không xa lắm mà. Được, người hãy đưa ta đến đó. Nhưng ta đi bằng cách nào bây giờ? Chả lẽ mặc áo long bào để đến đó hay sao? À, dạ hà, dạ muôn tâu bệ hạ, dạ à, bệ hạ phải giả làm thường dân mới mong được việc ạ. Giả làm thường dân à? Dạ. Được, được lắm. Vậy nội nhật hôm nay, người hãy cho ta gặp nàng. Dạ, vậy thì mọi việc hoàng thượng cứ để nô tài thu xếp. Chỉ cần hoàng thượng nhớ được một tín hiệu là xong mà. Tín hiệu? Tín hiệu để làm gì? Dạ, dạ phòng khi ngắm hoa ngây ngất men tình, lòng say hoa thắm mi quên mình đó thôi. Người nói rất có lý. Vậy tín hiệu như thế nào? Dạ, dạ muôn tâu bệ hạ, tín hiệu nó là thế này ạ. Đe. Tín hiệu gì mà cứ như dê kêu thế hả? Dạ muôn tâu hoàng thượng, đúng là dê kêu thế hả? Thôi được, nhưng mà ta phải đáp lại làm sao? Dạ hoàng thượng đáp lại cũng thế ạ. Cũng thế à? Dạ. Bê. Ấy, dạ không phải, không phải bê mà cũng không phải bò, mà là bê. Bê. Dạ, đúng rồi đấy ạ. Bê. Dạ đúng rồi ạ. Bê. Dạ đúng rồi hoàng thượng. Bê nghĩa gì ạ? Dạ. Hay, hay lắm.
mình thân gói như thế. Chắc tay em lạy ông trời, mong chàng chiếm được bàng vàng về tay. Kìa bóng người hồng chàng nghi thúc vinh quy thôn xóm chung vui. Nhớ người, chắc là con đang nhớ tới thằng Thúc đúng không? Thưa cha. Nó đi rồi nó sẽ về, như con thuyền xa bến lâu ngày mà thôi. Chỉ có điều là học tài thi phận, không biết là nó có đỗ hay không. Dạ thưa cha, con vẫn tin là anh Thúc đỗ. Vì bao ngày anh rèn chữ luyện văn, nổi tiếng là thần đồng hay chữ. Nhất định lần này anh sẽ đỗ đầu khoa. Cha cũng mong là như vậy. Thôi, con hãy vào trong nhà đun nước cho cha. Dạ. Trăng kia sao mãi không ra, còn ta thoáng đã chiều tà vui run. Mong cho con trẻ kết duyên, lòng thời thanh thản, tổ tiên về cùng. Xin chào cụ ạ. Vâng, chào anh. Dạ thưa cụ, tôi đây là khách đường xa tới kinh thành làm nghề buôn bán. Đi qua đây bỗng thấy khát nước, dám xin cụ một bát nước được không ạ? Anh nói là khách đường xa, vào xin nước thì làm sao không được. Vậy anh cứ chờ ở đây, để lão vào xem con gái lão đã đun nước xong chưa, rồi bảo nó mang ra mời khách. Dạ vâng ạ. Cảnh làng quê yên bình là vậy, ngắm hoàng hôn khiến già bồi hồi. Khác chi vãn cảnh tang bồng, trăng treo đầu sắc hoa. Ngắm mi cảnh yên bình chốn làng quê, thời ngắm mi cảnh yên bình trắng mi
treo đầu núi. Ơi à, để lòng càng bâng khuâng chốn đào nguyên. Gió đưa thoáng thoảng hương nồng, ta lạc chốn đào nguyên. Gió đưa thoáng thoảng hương nồng. Dạ xin chào quý khách. Không dám, chào cô nương. Em nghe cha nói nhà có khách nên sai em mang nước ra mời. Đây nước trà xanh em vừa mới nấu. Dạ xin mời quý khách. Xin đa tạ cô nương. Xin quý khách cứ tự nhiên. Em xin phép vào nhà trong dọn dẹp, còn nấu cơm chiều cho cha già dùng bữa. Khoan đã nàng ơi. Nàng ơi, ta gặp nàng bởi bát nước trà xanh. Buổi chiều tà lỡ bước qua đây, xin nàng cho biết quý danh. Trước là bạn, sau nên tình nên nghĩa. Dạ em tên Đào, người nhà họ Vũ. Tuổi xuân nay qua độ trăng tròn. À thôi, mời quý khách xoay trà kẻo nguội, vì phải đi đường vẫn còn xa. Nàng ơi, tên nàng là một loài hoa, cứ độ xuân sang lại nở thắm rừng. Ôi! Có phải nơi đây là cõi dương trần, hay là giấc mơ trong chuyện tình cổ tích? Nàng ơi! Như đã hẹn ơi! Cùng nhau uống chén trà xanh. Thời lòng vẫn nào nó vào vườn nhà mình thế hả? Con hãy chạy ra đuổi nó đi, kẻo nó phá hết hoa hết trái. Dạ thưa cha, con có thấy dê bò gì đâu ạ. Bé. Đấy bé. Đấy. Hình như nó vào cả trong nhà rồi hay sao ấy con ạ? Dạ. Dạ thưa cụ, tôi xin phép cáo lui, tiện để tôi đuổi nó đi luôn một thể.
cảm ơn cụ đã cho uống nước, cảm ơn Đào đã trò chuyện cùng tôi. Dạ, xin cáo từ. Vâng, chào anh. Lần sau có qua đây mời anh ghé vào chơi xơi nước. Dạ, vâng ạ. Người đâu dáng vẻ cao sang, nhưng sao lại chỉ đi có một mình? Quạ. Mấy ngày hôm nay quạ kêu nhiều quá, không biết là báo điềm lành hay dữ, hay nhắc nhở chi đây, rằng ta phải về bên kia Tây Trúc. Kìa cha, sao cha ăn nói chi lạ vậy, toàn là những chuyện chẳng đâu. Cha phải khỏe để sống mãi với con, để dạy học giúp đời nữa chứ. Cha lo là lo cho con, chứ cái thân già này thì còn thiết chi nữa. Đến đâu? Dạ. Dạ, xin chào thầy. Chào bà tân tài nhân cao quý. Vâng, không dám. Chào anh. Lại có chuyện gì nữa đây? Ai là tài nhân? Xin chúc mừng thầy đã được làm nhạc phụ của đức vua. Giờ thì hãy quỳ xuống nghe sắc chỉ của triều đình. Được biết Thị Đào con gái ông Đồ Học có sắc đẹp hơn người, lại chăm chỉ giỏi giang, nay được tuyển vào cung hầu hạ hoàng thượng. Chiếu lệnh đã ban hành gấp gấp phải làm ngay, không được chậm trễ. Không, tôi không vào cung đâu. Các người đừng làm như thế. Cha, con không muốn vào cung đâu. Kể cha. Sao? Định chống lại triều đình, chống lại đức vua sao? Trăm người muốn, vạn người mong còn trả được. Đằng này đã bưng đến tận mồm mà còn chê là cớ làm sao? Dương Phát, có phải chính anh đã sắp xếp việc này? Chính anh muốn chia lìa đôi lứa, muốn gia đình tôi tan nát, đúng không? Nhẽ ra cô chịu lấy tôi thì đâu đến nỗi giờ thì được lấy vua. Lẽ ra cô phải cảm ơn tôi mới phải, đừng trách cứ tôi như thế. Trời ơi! Dương Phát, mày quá là con rắn độc. Rồi mày sẽ bị quả báo. Kiểm tra. Anh Phát, tôi chấp tay lệ, anh chầm lệ. Xin anh hãy nể tình, nể mặt cha tôi. Dù sao anh cũng là học trò cũ, mà tha cho tôi, đừng bắt tôi vào cung nữa. Ở nhà mà xí sớn với thằng tiểu sinh đó. Ta nói cho nàng biết, ta mà không được thì chỉ có đức vua thôi, đừng hòng cho người khác. Huống chi thằng Thúc Hồng Thi. Sao? Anh nói sao? Anh Thúc Thi trượt rồi ư? Trượt rồi. Văn bài đều do chú ta chấm duyệt. Ai được ai không, việc gì ta chẳng rõ. Thích lên thì cho cả trấn cả tổng nó còn được. Huống chi là thằng Thúc nó chỉ. Mà ta nói cho nàng biết, ấy bao nhiêu năm ta hết mực yêu ý nàng. Ấy bao nhiêu năm ta hết mực yêu ý nàng. Thank you.
tôi không vào cung đâu. Anh đừng có ép tôi. Anh mà ép tôi, tôi sẽ chết cho anh xem. Cô đừng dọa tôi. Tôi nói cho cô biết, nếu cô chết, thứ nhất, cô mắc tội bất hiếu với cha. Thứ hai, cô chống lại triều đình. Mà chống lại triều đình là chống lại ý vua. Mà chống lại ý vua thì chỉ có việc tru di tam tập. Kiện cha. Nào con. Cha. Cha quỳ xuống xin con đừng làm như vậy. Kìa cha. Con ơi, tôi thì cái thân già này chẳng nói làm chi. Nhưng con hãy nghĩ đến liệt tổ liệt tông, đến anh em dòng họ. Con ơi, hồng nhan bạc phận, lời người xưa nói chẳng sai. Con ơi, nước mắt chảy xuôi, thương con thân gái tuổi vừa chớm hoang. Con ơi, nước mắt mà chảy xuôi ơi ơi con. Ây mây xa ơi rồi. Này xa ơi rồi, cha nghi biết ơi à. Ây mây thương ơi con. Con ơi, thương con thân gái dặm đường xót xa con ơi. Dạ. Mày đâu? Dạ. Y lên. Con. Hoàng thượng vạn
đảo nương, ta miễn lễ. Đội ơn hoàng thượng. Các em dạ. Dâng trà mời hoàng thượng. Dạ. Nàng phải chăn đơn gối này. Ôi, đúng là nàng đã gầy đi nhiều lắm. Ta thật có lỗi với nàng. Nàng ơi, hôm nay ta sẽ ở lại cùng nàng tâm sự, để cho bỏ những ngày dài xa cách. Dạ, muôn tẩu hoàng thượng, hoàng thượng là một đấng quân vương, phải lo việc nữa. Thiếp đâu dám giận hờn hay trách cứ gì đâu. Với lại, thiếp thường xuyên đau ốm, chỉ sợ không hầu hạ được người, lại mắc tội. Ôi, ta thật không ngờ nàng lại có lòng vị tha như vậy. Nàng mới vào cung mà đã am hiểu được phép tắc ở trong cung. Đúng là ta đã tìm được một người tri kỷ tri âm. Nàng ơi, từ nay ta sẽ ở bên nàng, không để nàng phải chăn tôi lẻ loi. Dạ, muôn tâu hoàng thượng. Dạ, hoàng thái hậu có ý gì gọi người sang tiếp kiến đấy à? Sao? Hôm nay hoàng thái hậu lại đường đột gọi ta? Được, ta sẽ sang ngay. Dạ. Nàng ơi, dạ. Nàng hãy đợi ta, ta sẽ quay lại để cùng nàng tâm sự đêm nay. Cuộc đời em nay đã như
chuyện dài lắm. Đã biết không, hôm anh học thi cũng là ngày biết tin em bị bắt vào. Ngày tin ấy đã làm anh sụp đổ. Anh không về quê nữa mà ở lại trong thành, ngày ngày đi làm thuê để kiếm sống. Chỉ có mong gặp được người mình yêu rồi. Rồi anh quen một người tốt trong cung. Người đó thương tình mà dẫn anh tới đây để gặp em. Anh đừng tin họ. Anh hãy đi đi. Tai họa sẽ đổ lên đầu anh đâu. Anh không sợ. Mất bao nhiêu công sức anh mới vào được đến đây. Sao em lại nỡ đuổi anh đi như vậy? Em đâu còn là cô đào ngày xưa nữa. Kiều Đào, anh hãy quên em đi. Em nay ca trầu chim lòng, còn đâu duyên thắm tình nồng. Đào ơi, anh vào đây để đưa em đi thật xa. Đi đến một nơi chỉ có hai chúng mình, chúng ta sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc. Không, không được đâu anh. Anh hãy mau đi đi, đừng chần chừ nữa. Đào, lẽ nào vật đổi sao rời, lời thề chưa tròn đã thời biệt ly. Em ơi, xa nhau, xa bóng, xa hình. Còn đôi duyên thắm tình nồng. Giam díu ở trong cung thế này thì được chết chung rồi. Ông Dương Phát, hai người này là... Thưa ngài tổng quản, đúng như tôi đã báo với nhà. Hoàng thượng giá lâm. Dạ. Miễn lễ xin đội ơn hoàng thượng. Sao
có việc gì với ông tổng quản? Dạ muôn tâu hoàng thượng, có người mật báo với quan tri hậu, có kẻ đột nhập vào cung, mà lại là cung của đào mỹ nhân. Dạ thần đã vội cấp tốc đến ngay, thì quả thật không sai. Dạ hoàng thượng hãy nhìn xem, thần đã bắt được quả tang hai người còn đang ôm nhau ông. Đào nương, có đúng vậy không? Dạ, dạ thiếp. Sao nàng lại ấp úng như vậy? Dạ. Nàng hãy nói đi, nàng hãy nói đi. Dạ, muốn tổng hoàng thượng là thiếp vào đâu thôi, em còn lời hẹn thôi. Nên em mới tìm đến đây, nhưng lỗi là do thiếp không liên quan đến đâu thôi. To gan thật. Ông tổng quản. Dạ. Việc này ta phải xử làm sao đây? Dạ muôn tâu hoàng thượng, tội này mà xử thì phải tru di cửu tộc, cứu mã phanh thây, bêu ngoài cổng thành. Ê, nhưng mà dạ thần thiết nghĩ nên đóng cửa bảo nhau, không làm to chuyện. Vì chuyện này mà đồn ra ngoài thì khắp thiên hạ người ta lại đàm tiếu rằng hoàng thượng bị mỹ nhân tâm mắt rừng. Nên như thế thì không hay ho gì trong vị thế của người đâu ạ. Dạ, ông tổng quản nói rất đúng. Việc này ta giao cho ông thu xếp. Dạ. Miễn sao cho êm ấm cả đôi đường. Hai người này là chỗ tôi quen biết, lại là con của thầy dạy tôi từ nhỏ, nên việc này ông cứ giao cho tôi. À, thôi được, nể ông, ta giao việc này cho ông xử lý. Là chỗ quen biết, ông cũng nên nương tay một chút. Được, tôi sẽ nương tay. Thật chớ trêu thay, ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh éo le này. Dương ta, nhưng là do tôi, không biết bạn em đâu thúc. Thế này, em tha cho anh ấy, còn bà không biết tôi đã chịu. Không, lỗi là ở tôi tự ý vào đây, không liên quan gì tới Đào cả. Ôi, thật khá khen cho tình yêu đẹp, tranh nhau nhận tội, khiến người ta nghe mà rơi nước mắt. Giờ thì ta đã hiểu, ta vào được đây đều do ngươi sắp đặt. Ngươi thật là bị ổn. Khá lắm, thực không hổ danh là con mọt sách. Nhưng tất cả giờ đã muộn rồi. Cái ngục đâu? Đó. Tam Đào hướng xuống lại, đem tên nghiệt chủng này xuống viện thái y tịnh thất. Nghĩ ấy xong, mang về đây cho ta nhìn tận mắt. Rõ chưa? Chưa quên được cái thằng Đực Thiến đó hay sao? Thực đúng là người thế nào của chiêm bao làm vậy.
Chỉ tiếc là mỡ để miệng mèo mà mèo chẳng được. Dương Phát, anh còn xuống đây làm gì? Anh hại tôi như vậy chưa đủ hay sao? Còn định giở trò gì nữa? Còn chứ. Nhớ lúc chúng mày sỉ nhục ông, ông đã hứa biến chúng mày thành trò chơi tiêu khiển. Bây giờ màn mới mở ra, trò chơi tiêu khiển của ta bắt đầu. Trăm dâu phải đổ đầu tằm, cho vơi nỗi nhục nỗi sầu đang mang. Dương Phát, tôi chắp tay tôi lạy, tôi van, xin anh hãy để cho đời tôi yên. Điều đó thì có khó gì, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời thì em sẽ có một trời đầy hoa. Em ơi em để cho anh là anh đây vẫn biết. Anh hãy cái tâm xuân. Nếu anh còn bước thêm bước nữa, tôi sẽ chết cho anh xem. Anh nên nhớ, dù tôi ở lãnh cung, nhưng tôi vẫn là vợ của Đức Vua. Vợ Đức Vua? Rồi có ngày ta là thiên tử. Xem nàng còn cự tuyệt ta nữa không? Đúng rồi, ta sẽ là thiên tử. Nàng phải quỳ dưới chân ta. Trời ơi, kiếp trước tôi nợ gì anh, mà sao anh nợ kiếp này đòi tôi? Còn chứ, nợ nhiều lắm, cả cái tin này nữa. Ta nói cho nàng biết, cha nàng đã chết. Sao? Anh nói sao? Cha tôi mất thật rồi. Chết rồi. Đã được bà con hàng xóm chôn cất hẳn hoi. Nàng cứ yên tâm ở đây mà tĩnh dưỡng. Cha ơi, con mất hiếu, xin cha tha tội. Phần con nay cả trầu chim miệng. Khóc cha nước mắt cạn dòng, vì đâu nghe nên nỗi khiến lòng con đau. Nghĩ trách mình cũng phần làm con lúc cha đau ốm. Ôi, lúc nàng khóc, ta thấy nàng càng xinh đẹp hơn nhiều. Khóc nữa đi cho vơi nỗi buồn của nàng, mà tăng niềm vui cho ta. Khóc nữa đi để ta còn chuyển sang trò chơi khác. Dương Phát, anh thật là bỉ ổi.
anh vui trên nỗi đau buồn của người khác. Anh thật không phải là con người. Hãy ra khỏi đây ngay. Ra khỏi đây ngay. Cô nói tôi không phải là con người, sao tôi lại thân tín với đức vua? Tôi được ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ. Còn cô là con người, sao lại bị nhốt ở đây? Khóc đi, khóc nữa đi, để ta còn chuyển sang trò chơi khác, trò này còn vui thú hơn nhiều. Dạ, khởi bẩm đại nhân. Có chuyện gì? Dạ, viện thái y đã tịnh thân cho ông Đỗ Thúc xong, và ông ấy đã tự vẫn rồi ạ. Đỗ Thúc tự vẫn rồi à? Đó, nàng đã nghe thấy chưa? Giờ thì ta tặng cho nàng cái của quý ấy, để ngày ngày nàng ngắm nó, để cho đỡ nhớ đến người cố nhân. Thái hậu tới. Dạ, Thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế. Ta miễn lễ. Xin đội ơn Thái hậu. Ông Dương Phát. Dạ. Tại sao ông dám vào nơi đây? Dạ, muôn tâu Thái hậu, nô tài làm theo ý chỉ của Hoàng thượng. Thật vậy sao? Dạ. Dương Phát, ông nghĩ ra cái trò chơi này thật là thú vị. Ta đi qua viện Thái y và tình cờ biết được câu chuyện ly kỳ này, nên ta cùng ông cai ngục xuống đây để xem ông làm gì với cái hộp này. Dạ, trình Thái hậu, nô tài xuống đây xem viện Thái y đã làm tốt nhiệm vụ của mình chưa, rồi tặng cho con nô tỳ này để làm gương cho trăm họ. Âu cũng là tận trung với triều đình, tận trung với Hoàng thượng. Xin Thái hậu đừng trách cứ nô tài. Không, ta không trách ông, mà ngược lại ta còn khen ông nữa chứ. Dạ. Một người mẫn cán như ông thì phải được nhà vua ban thưởng và trọng dụng nhiều hơn. Dạ. Bây giờ ta thay mặt ông trao cho mỹ nhân món quà này, không biết có được hay không? Ấy dạ, dạ, dạ nô tài đâu dám mà. Đào nương. Dạ. Ta tặng ngươi món quà này, hy vọng ngươi sẽ vui sống trong những ngày nơi lãnh cung lạnh lẽo này. Đào nương xin đổi ơn Thái hậu. Ông Dương Phát. Dạ. Ta nghe Hoàng thượng nói ông rất giỏi bắt chước các con vật, lại có tài xuất khẩu thành thơ. Tiện đây ta muốn cùng ông đi dạo một vòng để thưởng thức cái tài nghệ của ông, không biết có được hay không? Dạ, thế thì còn gì bằng ạ. Xin được hầu Thái hậu. Xin mời ông. Chuyện gì không? Cô Đào, cô không nhận ra tôi sao? Ông là ai? Tôi là Thuần, học trò cũ của cha cô đây. Chú Thuần. Đào. Chú Thuần. Chú Thuần ơi, cháu khổ quá. Chú biết, ngay từ lúc xảy ra chuyện,
chú đã nhận ra cháu nên đang tìm cách để cứu các cháu đây. Nhưng mọi việc đã an bài rồi, chú ơi. Không đâu, chú đã nhờ người bẩm báo việc này lên cho Thái Hậu và đã cứu được Đỗ Thúc an toàn rồi. Sao? Có thật vậy không chú? Thật chứ sao không? Nếu không tin, cháu cứ mở cái hộp này ra sẽ rõ. Thế này là thế nào, thưa chú? Ý Thái Hậu muốn nói với cháu rằng cháu trong trắng như tấm lụa này có nghĩa là vô tội, còn vòng tròn đỏ là sẽ có ngày gặp lại. Vì bây giờ thế lực của Thái Sư, chú của Dương Phát đang rất mạnh, đức vua còn trẻ lại mới lên ngôi nên phải nhún nhường một thời gian. Thâm cung mà cháu. Còn bây giờ cháu hãy vững tin lên vì đã có chú đây giúp đỡ. Chú Thuần, cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Cứ rình rập như là đi ăn trộm thế hả? Trộm với cắp cái gì? Chú không thấy lạ sao? Lạ làm sao? Mọi hôm giờ này dinh quan Dương Phát, kẻ ra người vào cứ gọi là đông như kiến. Thế mà chả hiểu sao mấy hôm nay vắng tênh vắng ngắt. Này, hả? Không biết hôm nay ông ấy gọi anh em mình lên là có cái việc gì nhỉ? Chắc lại có cái việc hệ trọng gì ấy mà. À, bác ơi, tôi nghe nói từ khi đức vua bị Ả Đào Nương cắm sừng, lại sa vào con đường đam mê tửu sắc, không chịu lên thiết triều. Mọi việc trong triều đình đều do một tay Thái Sư cùng quan tri hậu Dương Phát điều hành đấy bác ạ. Này chú ơi, hả? Tôi thấy thế có khi lại hay ấy. Hay à? Càng như vậy, anh em mình lại càng có cơ hội thăng quan tiến chức nhanh. Có câu ấy, đục nước thì béo cò. Nhân cơ hội này, cứ gió chiều nào ta che chiều ấy. Gió chiều nào ta che chiều ấy. Mình cùng che khuất mặt đi mặt trời, rồi đời tha hồ mà tận hưởng. Rồi đời tha hồ mà tận hưởng vinh hoa phú quý, tiền vàng đầy túi của lạ trên đời. À, trên đời sướng nhất là làm quan, ơi mấy làm quan. Các ông đã đến rồi à? Dạ, bẩm dạ. Quan à. Vậy tập múa xúc vật đến đâu rồi? Dạ bẩm quan, dạ bắt chước các loài xúc vật, dạ khó lắm mà mệt lắm. Dạ khó mệt lắm à. Thế các ông mới hiểu được nỗi khổ của ta trong mấy năm qua nó như thế nào. Khi thì làm chó, lúc thì làm dê, làm trâu, làm ngựa, làm bò, làm bê, bò lết suốt ngày, người chân thiên tử, mà cay cõi lòng. Dạ, bẩm quan là người chân quan chi hậu, mà cay cõi. Các ông người chân ta thì có ích gì? Ôi, có ích lắm. Dạ,
vâng, dạ chúng dạ. Hạ quan có được như thế này đều là do một tay ngài thu xếp tiến một tử. Tay ngài thu xếp. Dạ thế cho nên ngài là thiên tử của chúng hạ quan đấy. Dạ à. Đúng đấy ạ. Vậy thì ta là thiên tử của cả thiên hạ này. Thì các ông nghĩ sao? Ôi dạ, bẩm dạ, quan thế thì chúng con lại được làm thì làm cho lúc làm thế làm trâu làm ngựa làm bò làm mi bê à, bò lết suốt ngày người chân thiên tử mà say cõi lòng. Dạ bẩm đại nhân ạ. Có việc gì ông quản gia? Dạ trong cung báo về hoàng thượng. Hoàng thượng làm sao? Hoàng thượng ơi! Hoàng thượng ơi! Ôi trời ơi là trời ơi! Ôi trời ơi! Người khóc ai thế? Dạ, dạ bẩm quan là chỉ khóc thôi à! Chỉ khóc thôi à? Dạ! Thế thôi à? Dạ! Các ngươi cười ai thế? Dạ bẩm quan là chúng hạ quan lại chỉ cười thôi à. Lại chỉ cười thôi. Dạ. Dạ. Trời đã giúp ta. Dạ bẩm quan là giúp gì ạ? Các ông vừa nói ta là thiên tử của các ông là gì? Vậy ý ngài là ngài định cướp ngôi sao ạ? Dạ cướp ngôi ạ. Các ông chịu giúp ta thì các ông chỉ đứng dưới có một người mà đứng trên muôn người. Các ông hiểu chưa? Dạ bẩm dạ. Quan vậy thì chúng hạ quan xin nghe lời đại nhân hết à. Đào nương ơi, vậy lời mộng làm vua của ta sắp thành. Ta sẽ đón nàng về và nỗi khát khao bao ngày ta mong đợi, nàng sẽ phải quỳ dưới chân ta. Ta sẽ giày vò nàng cho võ cái công ta chờ đợi. Thỏa cái nỗi khát khao suốt bao ngày qua ý. Bó công anh tháng ngày áo ngày đêm ta vòi sẽ thân nàng suốt ngày đêm ta vòi sẽ thân nàng đi. Ôi trời ơi ông ơi, thế là một cánh hoa lại sắp nát vì tình rồi ông ơi. Bẩm thái sư à. Các ông làm gì mà như được mùa vậy? Dạ, trình chú. Dương Phát, mọi việc cháu đã chuẩn bị đến đâu rồi? Dạ thưa chú, mọi việc đều hoàn tất cả rồi. Cháu nên nhớ, đây là thời cơ ngàn năm có một. Dạ. Từ ngày mai, ta sẽ cho đóng chặt tất cả các cổng thành lại. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Sáng mai khi thiết triều, ta sẽ tuyên ý chỉ cho cháu được làm nhiếp chính vương. Dạ. Chờ khi thời cơ đến thì chiếc ngai vàng kia sẽ thuộc về cháu. Dạ thưa chú. Chú quả là người biết thời biết thế. Có câu cây già bóng mát tỏa quanh. Cháu được làm nhiếp chính vương là do một tay chú thu xếp. Dạ công ơn ấy cháu không bao giờ quên đâu ạ. Ra tay chiếm lấy ngai vàng lên làm thiên tử ơi. Là thay trời thì dân
không được khinh suất. Dạ. Ngày mai thiết triều, kẻ nào dám chống lại thì lập tức giết ngay. Kéo đêm dài lắm mộng, ta đã cho các chiến binh sẵn sàng nghênh chiến. Còn các ông, dạ, các ông hãy nhớ đến bổn phận của mình. Dạ. Việc mà không thành thì các ông cũng cùng hội cùng thuyền. Có chưa? Dạ. Dạ, bẩm thái sư là chúng hạ quan sẽ hết lòng phụng sự việc lớn của thái sư à. Của chúng ta chứ. Dạ, 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 của chúng ta. Từ nay lịch sử sang trang, họ Dương sẽ ngự ngai vàng này đây, thay trời trị nước trị dân, một lời tuyên chỉ chúng thần nghe theo. Dạ, trình chú. Thế nào, mọi việc đã chuẩn bị đến đâu rồi? Dạ, cháu đã căn dặn các ông ấy kỹ rồi. Tốt, bây giờ cháu hãy mời các ông ấy lên triều. Dạ. Mời các ông vào. Dạ, 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 bẩm thái sư là chúng hạ quan có mặt à. Sao cả triều đình chỉ có các ông thôi à? Úi, dạ bẩm thái sư, dạ đúng ạ. Triều đình chả có cái việc gì làm. Thế cho nên là người thì cáo ốm, người thì đi săn, đi bắn, đi thưởng ngoạn, ngao du. Dạ thế cho nên là chỉ cử chúng thần tới đây thay mặt thôi. Dạ vâng ạ. Tốt. Như vậy là cái việc hệ trọng này chỉ có các ông chứng kiến. Dạ. Thì các ông phải có trách nhiệm với mình. Rõ chưa? Dạ vâng ạ. Cụ thể công việc như thế nào? Nói lại ta nghe. Ấy dạ 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 bẩm quan ấy là tôi đây canh giữ cổng nghi cổng thành, ai mà trông lại sẽ thành nghi con ma. Còn tôi thúc giục chúng nghi dân túng hô vạn tuế, người nhà họ đi họ Dương ấy mình cùng chặn trước đón sau, túng hô là hô vạn tuế ơi, người nhà họ Dương bước đường thay đổi ngôi vua, ông thì là vì có mặt ơi, tôi đây có đường mình cùng vui hưởng vinh hoa. Dạ 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 dạ, nó là như thế đấy à. Dạ. Bây giờ tất cả hãy quỳ xuống ngay ý chỉ của hoàng thượng. Thưa các quan đại thần, theo ý chỉ của hoàng thượng, phong cho quan tri hậu Dương Pháp lên làm nhiếp chính vương, lo toan việc nước. Bây giờ hãy dâng áo mũ để nhiếp chính vương lên thiết triều. Dạ vâng ạ. Dạ 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 dạ. Dạ, nhiếp chính vương thiên tuế, thiên thiên tuế. Ông ơi đứng lên đi. Có chuyện gì vậy? Công thành đã được mở, cho quân ngoài thành tràn vào rồi á. Thế nào?
Ai chỉ huy hả? Ai chỉ huy hả? Ta là người chỉ huy ở đây. Các ông hãy quỳ xuống nhận tội đi. Người là ai? Đỗ Thúc, người chết rồi kia mà. Ta tỉnh hay là ta mơ? Ta tỉnh hay là ta mơ? Người không mơ đâu. Ta đã được Thái Hậu cứu và giao cho ta chuẩn bị từ lâu. Vì người sớm biết, trước sau gì chú cháu nhà ngươi cũng sẽ làm phản. Âm mưu của các ngươi đã bị phát giác, hãy quỳ xuống nhận tội đi. Không! Thái Hậu tới! Ta miễn lễ xin đội ơn Thái Hậu. Ông Thái Sư à, dạ. Ông Dương Pháp dạ, cùng các tên đồng phạm dạ. Đã biết tội của mình chưa? Thưa Thái Hậu, chú cháu tôi mắc tội gì? Dạ, mắc tội gì ạ? Trước tiên là tội làm phản, sau còn nhiều tội khác. Biết điều hãy quỳ xuống nhận tội, triều đình sẽ xem xét. Bằng không, giữa công và tội sẽ là đồng hạng, rõ chưa? Không, chú cháu tôi chỉ có công, không có tội. Chỉ có công, không có tội. Công ư? Công là lợi dụng chức quyền vơ vét của dân, vì tình riêng mà hại người vô tội. Công là cấu kết lập thành bè đảng nhằm lật đổ triều đình, chiếm đoạt ngôi vua. Có phải vậy không? Thái Hậu nói như vậy thì bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Đến bây giờ các ông vẫn còn chối ư? Người đâu? Dạ. Cho nhân chứng vào. Cho nhân chứng vào. Dạ, Thái Hậu Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Ta miễn lễ xin đội ơn Thái Hậu. Trời ơi, ông quản gia, ngươi phản bội ta ư? Ta không phải là quản gia, ta là mệnh quan của triều đình, làm theo lệnh của Thái Hậu mà thôi. Quan Tuần Phủ. Dạ. Ông hãy nói xem Dương Phát đây có bao nhiêu của cải. Dạ, trình Thái Hậu, tài sản của Dương Phát là một kho chứa đầy của cải, phải mất nhiều ngày cho nhiều người mới kiểm đếm xong. Dạ, chưa kể đất đai biệt phủ khắp các nơi, chưa thể điều tra hết ạ. Trời ơi, thảo nào muôn dân chẳng đói chẳng nghèo. Thật là khủng khiếp, khủng khiếp quá. Thưa Thái Hậu, tất cả những thứ đó là do Hoàng thượng nhờ Dương Phát giữ hộ. Nếu triều đình cần thì cứ lấy mà dùng, chứ chú cháu tôi không có tội. Không có tội. Người đâu? Dạ. Đưa Thái Sư và Dương Phát cùng các tên đồng phạm ra ngoài, lột mũ áo dài vào ngục thất, chờ ngày xét xử. Không. Thưa Thái Hậu, mọi của cải vàng bạc đều do Hoàng thượng ban cho nô tài. Cả ý chỉ lên làm nhiếp chính vương cũng là do Hoàng thượng. Có phải vậy không chú? Dạ, nếu Thái Hậu không tin thì hãy hỏi Hoàng thượng sẽ rõ. Dạ, cứ hỏi Hoàng thượng thì sẽ rõ. Hoàng thượng giá miễn lễ xin đội ơn Hoàng thượng. Ông Thái Sư dạ. Ông ngạc nhiên lắm phải không? Trời ơi, tỉ ra bao lâu nay Hoàng thượng đã... Các người đã lầm. Nếu ta không làm như vậy thì làm sao biết được bụng dạ thật của chú cháu nhà ông.
cũng may có Thái hậu sớm biết có ngày hôm nay nên đã nói với ta để ta đề phòng. Dương Phát. Dạ, có đô tài. Đúng là ta đã nuôi ong tay áo. Ngươi vì tình riêng mà hãm hại người vô tội, lợi dụng bên vua, bóc lột của dân đến tận xương tủy. Ngươi còn định cướp cả ngai vàng. Ngươi đúng là kẻ tham lam vô độ, bất hiếu bất trung, bất nhân bất nghĩa. Hỏi tội này có đáng sống nữa hay không? Dạ, xin hoàng thượng khai ân. Người đâu? Đó. Đưa Dương Phát ra ngoài, chém đầu. Xin hoàng thượng khai ân, chú ơi cứu cháu. Chú ơi cứu cháu. Ôi, chú ơi cứu cháu. Ông Thái Sư. Dạ. Ta thật đau lòng vì ông là một mệnh quan đầu triều, am hiểu luật pháp, lại dám làm những chuyện tày đình như vậy. Ông dám giả ý chỉ của ta, đưa Dương Phát cháu của ông lên làm nhiếp chính vương. Ông còn gì để nói nữa hay không? Muôn tâu hoàng thượng, cả đời thần tận trung với triều đình, vậy mà cuối đời lại mắc một sai lầm nghiêm trọng. Đúng là mây mờ che phủ vầng trăng, để cho tôi bước nhầm đường trong đêm. Đúng là tuổi hoàng hôn mà nước mắt còn rơi. Hoàng thượng, Thái hậu hãy tha tội cho thần. Thái sư. Thái sư. Thái sư. Người đâu? Dạ. Đưa Thái sư ra ngoài. Dạ. Ôi, Thái sư. Người đâu? Đó. Đưa đào nương vào. Cho đào nương vào. Dạ. Đào nương xin kính chúc Thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Đào nương, ta miễn lễ, nàng hãy đứng lên đi. Xin đội ơn hoàng thượng. Đào nương, ta thật có lỗi với nàng vì đã để nàng phải chịu oan ức bấy lâu. Nay ta xin trả nàng về với Đỗ Thúc, về với tình yêu đích thực của nàng. Còn Đỗ Thúc, ta đã xem lại bài thi của Khanh năm xưa và đã cho quan chấm trường chấm lại. Khanh xứng đáng đỗ hàng tiến sĩ. Nay ta ban mũ áo cho Khanh về vinh quy bái tổ và khen thưởng xứng đáng cho Khanh. Xin đa tạ hoàng thượng. Giờ ta mong tất cả mọi người hãy nhớ lấy bài học xương máu này, cùng với đức vua, với triều đình phụng sự muôn dân, cho đất nước được bình yên, trăm họ được ấm no hạnh phúc. Dạ. Thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.